về ghé luôn đi. Đuổi xe. Kiến nó ố trơn trong cái đường. Lớn tuổi. Đây cái thằng lao. Nó kéo cái áo lên lao được anh. Không ơi, được cổi ra ghê mệt quá. Lấy đi, lấy đi. Đi mình trước. Ờ, cho tôi đi chạy lên đây. Để thấy em cho luôn ở dưới coi. Chẳng chào chú Linh Tâm. Chú Linh Tâm. Rồi, chào Linh Tâm đó. Dạ. quên chủ shop ăn giặt ở đây mà. Họ kể cái chuyện nóc nhà này được. Anh với Trung kia tôi làm ba anh em là từng lên nóc nhà bắt con gà đó. Vậy hả? Vui vậy. Nóc nhà bắt gà luôn lòng bao lâu. Leo nóc nhà bắt gà là có thật hả? Chính xác luôn. Bữa nó cười cũng đau buồn luôn. Lên nóc nhà bắt gà luôn đi. Bây giờ chơi rồi lại nhắc về đỡ làm cái gì. Cái này nó mới vô nè. Ăn giặt kim tử long. Cái này nè. Cái gì cá mà. Cái gì? Cái gì đó? Cá cá hồi. Cá cá hồi là con gà. Con gà thôi mình ăn đi chứ nó khô quá rồi. Gần mấy chục ơi. À, hello chị. Bây giờ không có lạnh nè. Không lạnh giờ tôi dưới cái con gà tới. Dạ, em già rồi, trẻ rồi. Quý chụp hả? Quý vị bị lạnh. Tao ơi, tấm hôn của tôi yêu trời. Tao ơi đây nè.
cái anh em đúng rồi đó, chúng ngồi ở đây đi. Ông này không khó đó, mới ngồi gần không có được. Ly của chú. Em chọn sẵn ly của chú luôn. Đó đó, 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 đó luôn. Dạ được ha. Phùng xinh quá. Con hôm với nó thì tính với nhau không mưa. Con cá ở Long An. Ở Bình Chánh. Ở Bình Chánh. Được được. Về sớm gì đã. Đi mời. Ba trực tiếp. À. Trung ơi. Nhậu bạn bạn rồi. Hát đâu? Ở Bình Chánh. Quý ơi, đè ly nè. Đến tuổi rồi Trung ơi. Nó nói dở rồi. Anh còn trong phần tử của em anh nó ngộ rồi. Chị đó không? Không về trước. Dạ, nó đó. Dạ ha. Dạ. Cô Tam, cô Tam con về. Dạ ha. Dạ. Rất đẹp luôn, con mặt rất đẹp. Chị có chú ở đây. Ở tao mà tao không chạy bàn rồi mày rồi, đó là mày cha người ta rồi. Con là không cần đâu. Thế là chạy bàn, tao chạy bàn mà không ai bỏ tao chứ để chờ. À, ai bỏ không bỏ. Anh vô anh ngồi luôn đi chứ anh nói là vậy vòng vòng. Chung, ngồi chơi. Chung, chung. Ai cần mày. Làm gì vậy? Em muốn chừng lo em nghỉ nha anh. Ừ, không muốn lo được. Ủa, đâu rồi? Dạ, em mai. Ê, đá nè, đá nè. Em muốn lo nè. Đá nè, đá nè. Được không? Em muốn bông lo nhưng làm bông cái hết nè. Em buổi trưa. Không. Không, em muốn đá đâu, không đá. Từ sao là con hát đấy á. Đừng, thí thiệu con từ sao hát đó đó. Chỗ chưa hát bữa nay nè. À, vậy hả? Không có lấy được đá đâu. Tâm. Rồi. Anh xin tâm hay sai. Câu đó là ghi vô lòng mà. Tôi hết rồi thời gian. Những đảo là những bờ hết. Những chiên nhân gia hết. Cái điệu lắm, điệu lắm. Ông ca ở trong cú họng không hỏi cho ông ca cái hơi ngoài. Thank you.